Chiều ngày 26 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đi thăm hỏi lực lượng tuyến đầu chống dịch và tìm hiểu công tác chăm lo an sinh xã hội tại xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đi cùng đoàn còn có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Xã Vĩnh Lộc B có hơn 24.000 hộ, xã hỗ trợ gần 6.530 hộ. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Về công tác tiêm vaccine, xã Vĩnh Lộc B đã tiêm ngừa cho 48.000 trên 82.000 người. Đồng chí chỉ đạo địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa, trong đó bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tính mạng người dân là hai mục tiêu quan trọng nhất. Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý, khi xét nghiệm tầm soát phải tập trung cho một số người có nguy cơ như người già, người có bệnh nền, người béo phì và phụ nữ mang thai. Đồng thời tiêm vaccine cho các trường hợp này để hạn chế lây lan, cũng như hạn chế tử vong nếu họ mắc COVID-19. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu địa phương chủ động phân loại cho F0 không có triệu chứng đủ điều kiện cách ly tại nhà và lưu ý cấp phát đầy đủ thuốc điều trị cho người dân, có y bác sĩ theo dõi tư vấn. Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong phòng chống dịch, người dân chính là chủ thể quan trọng, không ai thay thế được. Khi người dân nâng cao ý thức cùng với chính quyền chung tay chống dịch thì sẽ thành công. Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam cho biết, toàn huyện có gần 20.000 hộ khó khăn được các hộ có điều kiện đăng ký hỗ trợ, với tổng giá trị ước gần 4 tỷ đồng. Huyện cũng vận động hơn 3 tỷ đồng từ cán bộ công chức huyện để chăm lo hỗ trợ các gia đình chính sách. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn cũng đến kiểm tra điểm tiêm ngừa tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc B, kiểm tra công tác chuẩn bị nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân tại xã Vĩnh Lộc A và thăm hỏi các lực lượng người dân tham gia tự quản ở chốt bảo vệ vùng xanh trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A.